chào anh em. Hôm nay trên tay mình đây là sản phẩm mới nhất của Bose, dòng phiên bản mới nhất của trong series Watercraft được sản xuất tại Nhật Bản của Bose, Bose Booster PP One Loop. Thì đây có thể là nói là lần đầu tiên Bose ra mắt cho mình là sản phẩm là vừa booster preamp. Thì giống như bao sản phẩm Watercraft khác thì trên sản phẩm của Bose Booster PP One Loop lần này thì sẽ có trang bị cho mình là ba chế độ khác nhau. Chế độ đầu tiên là mình natural, là chế độ booster, mình sẽ boost clean. Đây là cái trong những cái tính năng đầu tiên mà của Bose ra trong đời này. Cái này hai năng nữa là hai chế độ thời tiếng âm thanh hiện tại là của RE là Roland RE 201 và CE là Bose CE Chorus Chamber CE1. Tức là hai hệ tiếng RE và CE này là trong những hai tính năng mới mình cho khả năng boost gain của mình nó mượt mà hơn mà không bị ảnh hưởng đến âm sắc. Đối với chế độ natural mình là cái chế độ clean boost, boost âm thanh cho mình nghe một cách tự nhiên chân thực, tăng âm thanh lên. Đối với RE thì sẽ cho mình một chút gì đó sau mình trải nghiệm một cái đợt crunch, cho mình thêm một chút override, thêm mình phải dùng các bàn đạp như là distortion BD2 DS1 hoặc là một chế độ CE mình sẽ boost ngoài boost gain ra, mình sẽ có thêm một ít âm thanh ở giải trap, tức là mình hôm nay là đang boost trap, trap mới được tăng lên một chút. Ngoài ra thì trên sản phẩm lần này buffer của Bose, mặc định của Bose đó, lúc nào buffer của mình sẽ có một buffer cho mình thì nó sẽ cho mình thêm một buffer nữa là buffer vintage. Hệ sao mình nó sẽ cảm giác nó vintage hơn. Cái điều này nó hơi khó nhận biết, cái điều này các bạn nên có cái kiểu các bạn mua sản phẩm hay là đến trực tiếp cửa hàng các bạn trải nghiệm sản phẩm, các bạn hình dung ra được cái tính năng vintage này hơn. Nên tóm lại Bose PP One Loop nó là một trong những cái dòng sản phẩm á, là thay thế gần như là hiệu quả để mà các bạn nhìn như các bạn boost như là BD2 hoặc là DS1 thì Beatbox nó boost cho mình nhiều gain hơn nhưng mà vẫn giữ được cái âm sắc của tiếng. Mục tiêu thì mình làm là boost gain hoặc là preamp, làm preamp tốt ở hai chế độ là RE hoặc là CE. Xin cảm ơn các bạn.